Tất cả chúng ta đều là những cánh chim phượng hoàng tung cánh. Cho nhạc lớn lên, cho hát cho sung vọng. Một tràng vỗ tay cho các vũ công. Quá thật đẹp à mọi người ơi, thật là rực rỡ. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn cánh chim phượng hoàng Tùng Dương của chúng ta. Cảm ơn em Vân. Ôi anh ơi, em ở bên trong mà em cảm nhận được sức nóng ở ngoài này. Anh hát mà tạnh cả mưa luôn. Tạnh mưa luôn, quý vị thấy chưa? Lét luôn. Thế là sau mà cứ muốn tạnh mưa là phải có Tùng Dương đến. Đúng rồi ạ. Anh ơi, hôm nay anh cảm giác của anh như thế nào khi anh đứng ở trên sân khấu lớn giữa trung tâm của thành phố Lào Cai? Dương rất là xúc động và hát bằng tất cả trái tim mình. Và ngay như quý vị thấy đấy, ban tổ chức ngày hôm nay Dương thấy rằng là thực sự là một chương trình rất là ý nghĩa. Và các nghệ sĩ thì có lẽ là xuất hiện tại đây với một cái tâm nguyện là chia sẻ và cùng sao đứng nhiều đấy nhỉ? Mang lời ca tiếng hát như là một cách xoa dịu những cái gì mà chúng ta đã trải qua. Và Dương mong rằng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì sẽ quyên góp được số tiền thật là ý nghĩa để gửi tới tay những bà con, gửi tay những đồng bào đã bị hoạn nạn trong đợt bão vừa rồi. Và cũng là cái mong muốn của Tùng Dương cũng như tất cả các nghệ sĩ ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm tạ tất cả tình cảm của quý vị đã tập trung ở quảng trường của Lào Cai ngày hôm nay. Sẽ là một đêm tuyệt vời mà chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Xin cảm ơn. Quá tuyệt vời ạ. Vâng, và rất là tuyệt vời hơn nữa khi mà chúng ta biết là tác giả của ca khúc vừa rồi của anh Tùng Dương, ca khúc Cánh Chim Phượng Hoàng, chính là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Dương, hay còn gọi là ca sĩ Mars Anh Tú, thưa quý vị. Vâng, và ngày hôm nay chúng tôi cũng cảm thấy rất vinh dự khi nhờ có ca khúc này mà được mời ca sĩ Tùng Dương của chúng ta đến với chương trình Hồi Sinh. Và sau đây xin phép được trân trọng mời lên sân khấu nhạc sĩ Mars Anh Tú, đồng thời anh cũng là chủ tịch công ty Mytonic, đơn vị tổ chức chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời anh ra sân khấu ạ. Đấy, đẹp trai không quý vị? Tùng Dương đứng cạnh là mất điện luôn. Lời đầu tiên cho phép Tú xin được gửi lời chào đến tất cả các quý khán khách, và đặc biệt xin gửi lời chào đến toàn thể khán giả thành phố Lào Cai. Em xin phép gọi anh là anh Tú đi ạ. Ok. Tổ chức ra đêm nhạc này ngày hôm nay, và cá nhân Tú thì hôm nay mọi người cũng biết rồi, công ty Mytonic của Tú cũng đã một ekip những người từ Sài Gòn để từ thành phố Hồ Chí Minh để bay ra đây để cùng thực hiện chương trình này. Chương trình này chúng tôi gọi là chương trình không đồng để gây quỹ từ thiện. Và ngoài việc đó ra thì công ty Mytonic cũng sẽ có một phần gọi là ủng hộ bằng tiền mặt. Tú bên công ty đã chuyển cho bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chiều nay với số tiền là 100 triệu đồng ạ. Wow! Mọi người ơi, thật sự là Vân rất là xúc động khi được nghe thông tin này. 100 triệu đồng ạ, đến từ công ty của nhạc sĩ Mars Anh Tú đã được gửi đến cho tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai ạ. Vâng, em xin được thay mặt cho toàn thể những người dân nơi đây được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty Mytonic và anh Tú nói riêng, bởi vì thực sự là ngày hôm nay với lời mời của anh Tú và tất cả những người nghệ sĩ chúng tôi, bản thân Thanh Vân cũng đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây từ rất là sớm để có thể được cống hiến một chút sức lực của mình cho đêm nhạc này. Và thưa quý vị, và chúng ta rất là mong quý vị có thể góp một chút điều kiện của mình bằng cách scan mã QR ở trên màn hình ạ. Vâng, xin mời mã QR. Mọi người nhìn thấy mã QR ở phía bên phải. Đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Dạ. Bên phải. Comment. Vâng. Cái này mọi người có thể chụp ảnh từ xa, chụp hình lại xong rồi là mọi người có thể thao tác ở trên máy điện thoại của mình ạ. Vâng ạ. Xin mời tất cả mọi người ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng đóng góp bằng tất cả những cái tình yêu thương cũng như là cá nhân của mình dành cho những đồng bào của chúng ta. Vâng, mọi người có thể giơ điện thoại của chúng ta lên và có thể quét mã QR trực tiếp ngay tại đây, tại sân khấu của thành phố Lào Cai, hoặc chúng ta có thể chụp lại màn hình ạ, là chúng ta cũng có thể hoàn toàn quét mã QR và có thể gửi được một chút tấm lòng của chúng ta đến với đồng bào của chúng ta đang gặp khó khăn trong việc tái thiết lại cuộc sống. Sau bão Yagi thì thực sự ngày hôm qua Thanh Vân có dịp được lên Bát Sát cùng với rất nhiều những người nghệ sĩ để đến thăm trực tiếp những gia đình đã gặp phải những khó khăn sau bão Yagi.
Và phải nói với mọi người một điều là khi mà đến tận nơi và tận mắt chứng kiến cái sự đổ nát hoang tàn sau bão thì Vân cảm thấy rất rất đau lòng. Và rất mong mọi người chúng ta đang ở Lào Cai đây, chúng ta đang có điều kiện hơn những người đang gặp khó khăn kia, chúng ta đang được ở đây nghe nhạc. Vậy thì chúng ta đừng ngần ngại mà trích ra một chút thôi, một chút thôi tấm lòng của mình để gửi đến những người đồng bào của chúng ta. Ngoài các khán giả tại sân khấu thì tôi nghĩ rằng là còn chúng ta còn truyền hình, đang truyền hình trực tiếp ở trên kênh của Metronic cũng như là trên kênh Sapa. Thì rất là mong các quý khán giả đang trước màn hình và theo dõi trực tiếp thì mọi người cũng sẽ cùng đồng hành cùng với chương trình để cho cái quỹ nó thật là tốt hơn, để các đồng bào của chúng ta sẽ có được những cái điều kiện tốt hơn để thiết lập đời sống mới. Vâng, thật sự là khi mà chúng ta giúp đỡ họ ở trong cơn bão thôi thì đã là rất tuyệt vời rồi, nhưng đây là thời điểm mà họ cần phải hồi phục và hồi sinh lại, thì những sự giúp đỡ bây giờ sẽ là những sự giúp đỡ cần thiết nhất và kịp thời nhất. Một lần nữa cho phép Thanh Vân xin được cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả những nghệ sĩ không đồng đã đến với chương trình không lấy một đồng cát xê nào cả, chỉ để phục vụ cho người dân tại Lào Cai. Và ngay bây giờ chúng ta sau khi đã hoàn thành xong phần QR code, chúng ta sẽ có một phần thưởng. Dạ, đó là chúng ta sẽ được lắng nghe giọng hát của nhạc sĩ Mars Anh Tú mọi người. Chắc là mọi người rất nhớ giọng hát của anh rồi đấy ạ. Cảm ơn Vân và cảm ơn Tùng Dương rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn mọi người, cảm ơn em rất là nhiều. Mọi người có thể dành cho Tú một tràng pháo tay thật lớn nhiều không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tôi cũng trước đây tôi cũng đi diễn ở tỉnh Lào Cai này rất nhiều. Tôi nhớ là ngày xưa còn chưa có cái đường cao tốc này cơ, đi lên đi tàu chắc phải đi từ buổi tối đến tận sáng sớm hôm sau mới tới nơi được. Thì trước đây tôi cũng đã lên diễn ở đây rất là nhiều, và tôi cũng có rất là nhiều người bạn ở Lào Cai. Và khi mà mang được cái đêm nhạc từ thiện này về đây về Lào Cai thì tôi cũng đã cảm thấy rất là xúc động. Và ngay bây giờ xin gửi tặng toàn thể quý vị, thành phố Lào Cai sẽ là một sáng tác của Tú, viết cách đây cũng đã được 10 năm rồi, nhưng mà rất may mắn được mọi người đón nhận và yêu mến. Và ngày hôm nay tại sân khấu hồi sinh này, rất mong mọi người sẽ cùng ủng hộ và hát cùng Tú bài hát được mang tên Nắm Lấy Tay Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin được gửi chào và xin được chúc toàn thể quý vị sẽ có một cuộc sống thật luôn mạnh khỏe và ngập tràn hạnh phúc. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.